Ok, xin chào các em, cô là Vân Anh, cô là giám đốc của trung tâm Athena Center. Ngày hôm nay cô sẽ cùng với các em, chúng ta sẽ đi vào một khóa, đó là khóa học Choice thần tốc dành cho người mới bắt đầu. Thì nghe tên khóa học các em đã biết rồi đúng không? Đó là dành cho những bạn làm sao nhớ mất gốc về tiếng Anh. Và cô đảm bảo cho các em là nếu như các em chăm chỉ thì sau khóa học này các em sẽ có thể đạt được tối thiểu là 600 Choice. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào hai việc, đó là tại sao các em nên học Choice và tại sao các em nên chọn cô nhá. Và cái đầu tiên là tại sao các em nên học Choice. Thì như các em đã biết đó, Choice là cái bằng mà rất là phù hợp với những bạn học khối A và mức gốc để đạt được Choice. Bởi vì sao? Bởi vì cái thời gian em dành ra cho nó không cần quá nhiều, chỉ cần khoảng độ là bao nhiêu, 3 tháng cho đến 6 tháng em có thể đạt được điểm Choice mong muốn nhá. Cái điều thứ hai nữa rất là quan trọng, đó là rất nhiều công ty phải đã yêu cầu cái bằng Choice, yêu cầu cái chứng chỉ Choice này để có thể đấy là điều kiện đầu vào hoặc là điều kiện tăng lương thưởng, ví dụ như là Vietnam Airlines hoặc là ví dụ như Vietcombank chẳng hạn, hoặc ví dụ FPT để chơi nhỉ. Đó thì đấy là cái tầm quan trọng của bằng Choice. Thế thì tại sao mà các em lại nên chọn cô là giáo viên hướng dẫn các em? Bởi vì cô có thể tự tin rằng cô thứ nhất là cái phương pháp của cô dựa trên các cái đặc tính của các bạn ở Korea, đó là tư duy logic rất là tốt. Và thứ hai nữa là các bạn rất là thiên về chi tiết, tập trung vào chi tiết. Thì dựa trên hai cái yếu tố đó thì cô đã xây dựng cái phương pháp dạy dành riêng cho mình là giúp cho các em có thể đạt được điểm tối ích như mong muốn. Okay. Thế thì cái khóa này sẽ giúp cho các em, cái thứ nhất là các em lấy lại toàn bộ gốc về ngữ pháp, về nghe, về đọc, được chưa nhỉ? Sau đó sẽ tăng cái lượng từ vựng cho các em đấy, để cho các em có thể là nhuần nhuyễn trong bài đọc cũng như là áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và cái thứ ba nữa rất là quan trọng, đó là cô sẽ đưa cho em những tips và những cái mẹo để cho các em có thể là vượt qua được bài tối ích dễ dàng và đạt được điểm cao. Thì các em có thể yên tâm và tự tin là sao nhỉ, là hoàn toàn chọn cô để có thể thực hiện khóa này nhé.